Bí ẩn tộc người ngoài hành tinh mắc kẹt ở trái đất 12.000 năm trước. Các nhà khoa học từng khám phá những thứ kỳ lạ trong một hang động trên dãy núi Himalaya năm 1938, mở ra một bí ẩn lớn về tộc người từng mắc kẹt ở trái đất 12.000 năm trước. Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu với Lina's Blog qua video sau đây nhé. Khoa học hiện đại ngày nay càng thôi thúc loài người đi tìm kiếm những nền văn minh ngoài trái đất. Tuy nhiên, một trong những bằng chứng rõ nhất về người ngoài hành tinh từng đặt chân xuống hành tinh xanh đã xuất hiện từ năm 1938. Thời điểm đó, một nhóm các đoàn thám hiểm khảo cổ do tiến sĩ Chipute dẫn đầu tới vùng rừng núi Bayan Karaula, Tây Tạng, đã có một phát hiện kỳ lạ trong những hang động có dấu hiệu cho thấy đã từng tồn tại nền văn minh cổ xưa. Tại hang động trên dãy núi Himalaya, nhóm khảo cổ vô cùng kinh ngạc khi tìm thấy hàng trăm chiếc đĩa đá. Mỗi chiếc đĩa có đường kính khoảng 21cm, có vòng tròn khắc sâu trong tâm đĩa và một đường rãnh xoắn ốc. Xác định niên đại, các nhà khảo cổ cho biết những chiếc đĩa cổ đại này đã tồn tại 10.000 đến 12.000 năm trước. Bên cạnh những chiếc đĩa đá này, nhóm khảo sát còn tìm được những ngôi mộ với những bộ xương dài khoảng 1,3 mét. Những bộ xương này có cấu trúc bất thường, chưa từng thấy ở bất kỳ chủng người nào trên trái đất, với đầu to kỳ dị nhưng cơ thể lại nhỏ bé. Theo truyền thuyết địa phương, đó là những bộ di cốt của người Dropa, một chủng tộc có xuất xứ từ trên trời. Hành trình giải mã. Trong suốt hơn 20 năm, hàng loạt chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới đã cố gắng giải mã những ký tự trên đĩa đá nhưng đều bất thành. Mãi phải đến năm 1962, tiến sĩ Sum Um Nui, một nhà khoa học Trung Quốc, cuối cùng đã có thể giải mã thông điệp đằng sau hiện vật bí ẩn này. Kết quả quá đỗi kỳ lạ đến nỗi, Ban Tiền sử trực thuộc Học viện Bắc Kinh Trung Quốc đã từ chối công bố các khám phá của tiến sĩ Sum Um Nui hay thậm chí đề cập đến nó, nhưng Sum Um Nui vẫn tiếp tục nghiên cứu của mình và cuối cùng được cho phép công bố công trình của ông. Bài nghiên cứu xuất hiện dưới tiêu đề Ký tự cắt rãnh về các phi thuyền không gian mà theo ghi chép trên các đĩa đã từng đáp xuống trái đất vào 12.000 năm trước. Thông điệp đáng kinh ngạc trên các hòn đá Dropa được viết bởi những sinh vật tự gọi mình là Dropa. Đĩa đá kể lại câu chuyện của người Dropa, những nhà du hành không gian từ một hành tinh xa xôi. Phi thuyền của họ rơi xuống một vùng núi không thể tiếp cận, gọi là Bayan Karaula. Những người Dropa trên phi thuyền đã tìm nơi trú ẩn bên trong các hang núi. Do không có khả năng sửa chữa phi thuyền bị hỏng hay chế ra một cái mới, người Dropa không thể trở về hành tinh quê hương của mình. Họ đã bị mắc kẹt ở trái đất. Bất chấp ý định và thái độ ôn hòa, người Dropa đã bị các thành viên bộ lạc Ham sống trong các hang động lân cận hiểu sai. Do đó họ đã săn lùng người Dropa. Nhưng rồi cuối cùng thái độ thân thiện của họ đã được hiểu đúng. Câu chuyện viết trên những đĩa đá tiếp tục kể về quá trình sửa chữa phi thuyền của những người Dropa, nhưng không thành, và họ đành phải ở lại trái đất. Năm 1968, triết gia người Nga, tiến sĩ Vyacheslav Zhaysev đã công bố một phần câu chuyện trên đĩa đá này trên tạp chí Sputnik. Tiến sĩ Zhaysev đã tiến hành thêm nghiên cứu và thu được kết quả rất thú vị. Đá granite chứa hàm lượng cao coban và các kim loại khác, một loại đá rất cứng, do đó rất khó để khắc chữ, đặc biệt là với các ký tự siêu nhỏ như vậy. Khám phá này có thể là bằng chứng chắc chắn đầu tiên về sự tồn tại của chủng người Dropa, và tổ tiên của họ thực sự đến từ không gian trong quá khứ xa xôi. Khi kiểm định chiếc đĩa bằng máy đo dao động, các nhà khoa học đã thu được một nhịp điệu dao động đáng kinh ngạc, cho thấy đĩa đá Dropa từng được nạp điện và hoạt động như chất dẫn điện. Và tin đồn về những hậu duệ. Từ những bộ di cốt kia, các nhà nhân chủng học cực kỳ bối rối vì không biết nên phân loại người Dropa thuộc chủng tộc người nào trên trái đất. Họ có thân hình gầy còm, nước da vàng và cái đầu to bất thường. So với các bộ cốt được tìm thấy trong quần thể hang động Bayan Karaula vào năm 1938, thân mình họ thưa lông, họ có cặp mắt to và chiều cao trung bình là 1,2 mét. Năm 1995, một tờ báo của Trung Quốc đưa tin ở khu vực dãy núi Bayan Karaula có một bộ tộc khoảng 120 người sinh sống. Bộ tộc này không có bất kỳ đặc điểm nào thuộc loài người với chiều cao chỉ chưa đến 1,2 mét. Hiện nay, tại vùng núi hẻo lánh biệt lập này có hai tộc người sinh sống. Thật trùng hợp khi họ tự xưng là người thuộc tộc Dropa và Han. Các nhà nhân loại học không thể xếp loại họ vào bất kỳ tộc người đã được đặt tên nào khác,
họ không thuộc tộc người Trung Quốc, cũng không phải người Tây Tạng. Nhiều người cho rằng câu chuyện về chủng tộc Ropa lưu lạc trên trái đất chỉ là điều hoang đường. Trong khi đó, người Trung Quốc vẫn giấu kỹ những chiếc đĩa Ropa và thế giới chỉ biết đến chúng qua những hình ảnh mờ nhạt được chụp từ nhiều thập niên trước. Trên đây là những thông tin về tộc người được cho là người ngoài hành tinh kẹt lại trên trái đất. Các bạn nghĩ sao về những thông tin này? Hãy để lại comment và chia sẻ quan điểm. Cũng đừng quên like, share và đăng ký kênh để cùng chờ đón các video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!